Có một điều mà chúng ta đều phải đồng ý với nhau rằng Châu Tinh Trì là một huyền thoại của làng phim hài. Dù không phải là người phát minh ra kiểu hài mô lê trâu hay là hài không đầu không đuôi, nhưng Tinh Gia lại chính là người đã nâng nó lên tầm đỉnh cao, thậm chí xây dựng nó thành một thể loại của riêng ông mà không ai có thể sao chép. Xem phim của ông, chúng ta có thể bật cười thành tiếng bởi những tình tiết nhảm nhí, diễn xuất và ngôn ngữ hình thể lố lăng. Thế nhưng, hầu hết đều không phải là những trò đùa sáo rỗng mà được sử dụng để gửi đi một thông điệp nào đó, thậm chí là nói lên tiếng nói của riêng ông. Năm 1999, hỉ kịch Chi Vương hay Vua Hài Kịch được ra mắt và được cho là một trong những phim cá nhân nhất của Tinh Gia. Bộ phim chính là lời tự sự của nhà làm phim thiên tài về những tháng ngày nếm mật nằm gai để tìm ánh sáng trong ngành công nghiệp điện ảnh đầy những bất công. Vậy, ông đã dùng hài kịch để kể một câu chuyện bi kịch như thế nào? Và qua đó, Châu Tinh Trì đang muốn nói gì về định nghĩa của tình yêu? Hãy cùng với phim tìm hiểu nhé! Trước tiên, vì phim ra cũng khá lâu rồi, nên hãy cùng tớ ôn lại sơ qua nội dung phim nào. Vua Hài Kịch theo chân Doãn Thiên Kiều, một diễn viên có tài nhưng lẹt đẹt mãi vẫn không tìm được một vai diễn tử tế. Trên phim trường, anh là người rất kính nghiệp và luôn hết mình cho dù bị giao cho những vai vô thưởng vô phạt như là xác chết. Một ngày nọ, Liêu Phiêu Phiêu, một vũ nữ có tính cách hổ báo tìm tới Doãn Thiên Kiều để học diễn xuất. Áp dụng vào công việc, Phiêu Phiêu kiếm được bộn tiền nhờ làm vui lòng những khách sộp nhất. Hai người họ dần nảy sinh tình cảm. Thiên Kiều dù rất muốn Phiêu Phiêu bỏ nghề làm cái, nhưng chính anh cũng chưa thể tìm ra lối đi cho sự nghiệp của mình. Để hiểu rõ Vua Hài Kịch, chúng ta cần phải tìm hiểu một chút về hoàn cảnh tuổi thơ của Châu Tinh Trì. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo khó, có những ngày chỉ có cơm chan dầu để ăn. Sự cơ cực này đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông mãi về sau. Trong những cuộc phỏng vấn, đôi lúc Châu vẫn nhắc lại những mẩu chuyện nhỏ về quãng thời gian khốn cùng này. Do đó, kể từ khi bắt đầu đảm nhiệm vai trò đạo diễn với những phim riêng, Châu mới thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của mình với những con người thấp bé thuộc tầng lớp lao động. Vua Hài Kịch chính là một phim như vậy, nơi ông bộc bạch những câu chuyện khó nói khi mới làm nghề. Lập nghiệp với hai bàn tay trắng, Châu Tinh Trì ban đầu chỉ là một MC cho một chương trình thiếu nhi của nhà đài TVB. Sau đó, ông thi vào lớp đào tạo diễn viên của nhà đài cùng với Lương Triều Vĩ. Thế nhưng, Lương thì thi đỗ, còn Châu thi trượt và phải đợi đến lượt thi sau. Lương Triều Vĩ khi ấy với lợi thế điển trai, cùng đôi mắt biết nói, đã nhanh chóng nổi tiếng, còn Châu Tinh Trì vẫn quanh quẩn với những vai phụ không tên như là lính canh hay là xác chết. Đó chính xác là câu chuyện của Doãn Thiên Kiều trong Vua Hài Kịch. Trong phim, Doãn Thiên Kiều đã diễn vai xác chết tới 2 lần. Ở lần đầu tiên, Thiên Kiều có lẽ còn không biết mình sẽ phải làm xác chết. Anh được ăn vận một bộ đồ tươm tất, rồi còn nhiệt tình bày tỏ ý kiến của mình với đạo diễn về cách thể hiện nhân vật. Thế nhưng, ngay khi vừa bấm máy, nhân vật của Kiều chết luôn. Ngay sau đó là một tình tiết bi hài lẫn lộn. Xác chết Thiên Kiều nhổm dậy như thể chưa có gì xảy ra, khiến cả đoàn làm phim phải dừng quay đột ngột. Dù bị sỉ vả vào mặt, anh vẫn thanh minh. Vì tôi thiết kế cái cách thức tính cách này nói là hơi bị tiêu phí, nên tôi nội tâm cái tiềm thoại từ là tôi không muốn chết. Có thể Doãn Thiên Kiều là một người máy móc và thích lý sự. Thế nhưng khi ngẫm sâu hơn, ta nhận ra không phải Thiên Kiều nghĩ rằng nhân vật chưa chết, mà trong thâm tâm của anh không muốn nhân vật của mình phải chết. Đằng sau sự cố chấp là niềm khao khát mãnh liệt để được diễn, được cống hiến cho bộ phim. Đây là khuôn mặt nuối tiếc mà chúng ta hiếm được thấy trong phim của Châu Tinh Trì, cũng có khi đó lại chính là cảm xúc của Châu nhiều năm về trước. Doãn Thiên Kiều cố chấp đến mức anh ta dù bị khinh miệt và sỉ vả đến cả chục lần vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Châu Tinh Trì cũng như vậy, trong khoảng 10 năm lặn lội đi tìm lối ra, Châu đã tham gia không ít tác phẩm như là Anh Hùng Dạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ, Tô Khất Nhi, vân vân, nhưng không phim nào trong số đó đủ sức làm bệ phóng cho ông. Thậm chí, nữ minh tinh Trịnh Du Linh, chị cả của nền giải trí Hồng Kông khi đó đã buông lời sát thương rằng cả đời Châu Tinh Trì chắc chẳng bao giờ ngóc nổi cái đầu lên được. Cực chẳng đã, Châu Tinh Trì đã từng phải cúi đầu quỳ gối cầu xin đạo diễn cho mình dù chỉ là một câu thoại. Kỷ niệm buồn này đã được ông đưa vào Vua Hài Kịch khi Thiên Kiều bị tuột mất vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Thay vào đó, anh được trao cho đúng một vai siêu phụ khác với hẳn 3 câu thoại vô cùng hoành tráng là ờ, đúng và anh đi về đi. Trong phim, một số câu đùa của Tinh Gia khiến người xem cười nhưng lấp ló bên dưới lại như là tiếng khóc của vị đạo diễn. Ví dụ như khi bị đói, Thiên Kiều không có tiền để mua cơm, đành phải rình rập để lấy suất cơm của đoàn làm phim. Thế nhưng, anh không bao giờ thành công và luôn đánh mất phần cơm của mình vào một con chó, như ẩn dụ cho việc thân phận của Kiều giờ đây còn thua một con chó. Tinh Gia cũng duyên dáng mỉa mai chính đam mê của mình khi ngoài là nghệ thuật, nó còn là công cụ giả tạo để kiếm trác trong những căn phòng đèn mờ, nhưng đồng thời cũng có thể cứu được một mạng người khi làm gián điệp. Nhưng dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, Thiên Kiều hay Châu Tinh Trì đều vẫn sẽ để ngọn lửa ấy cháy mãi trong huyết quản.
Một khung hình yêu thích của tớ trong phim đó là khi Thiên Kiều treo một chiếc gương ở giữa những tấm ảnh tường của nhiều tài tử nổi tiếng. Khi đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu của Kiều trong đó sẽ là một tấm ảnh như vậy, thể hiện ước mơ một ngày nào đó anh sẽ trở thành một trong số họ. Cộng với tính cách tươm tất của Kiều khi đi ra ngoài, anh soi gương rất thường xuyên và hàng ngày. Đây là một điểm hay nữa của vua hài kịch khi có rất nhiều khung hình nói cả ngàn điều chỉ với đơn vị giây. Càng xem, ta càng thấy khổ thay cho chuyện đời của Doãn Thiên Kiều và liên tưởng đến những tháng ngày nhẫn nhục của Châu Tinh Trì. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của một người đàn ông kiên định như Châu, kẻ bất chấp để được sống với niềm ham thích của mình trong bộ dạng xấu xí và khốn khổ nhất. Như một ngọn đèn thắp lên trong màn đêm, Liêu Phiêu Phiêu tới và cho Doãn Thiên Kiều tình yêu có sức mạnh lớn hơn bất kỳ động lực nào. Câu chuyện của Thiên Kiều và Phiêu Phiêu cũng là góc nhìn hết sức thực tế của Châu dành cho tình yêu, không hề mộng mơ nhưng lại là một lối thoát cho số phận của cả hai. Các chuyện tình trong phim của Châu Tinh Trì đều rất đáng nhớ, một phần là bởi thân thế éo le của các nhân vật. Trong Vua Hài Kịch, một người đàn ông mơ mộng luôn thất bại trong sự nghiệp và một cô gái phục vụ đàn ông ở quán bar. Chắc hẳn các bạn còn nhớ câu thoại kinh điển đã trở thành meme nổi tiếng khi Doãn Thiên Kiều đề nghị Phiêu Phiêu nghỉ việc để anh nuôi cô đúng không? Đó nghe giống như là một câu đùa, nhưng nhìn vào thực tế mà cặp đôi này phải đối mặt, chúng ta hiểu ra tại sao khoảnh khắc này lại viral đến vậy. Quan điểm về tình yêu của Châu Tinh Trì trong Vua Hài Kịch rất rõ ràng. Một phần nào đó, ông ủng hộ câu nói một túp lều tranh, hai trái tim vàng, nhưng cũng không phủ nhận sự thiết yếu của tiền bạc trong một mối quan hệ. Những mâu thuẫn đó đã đẩy hai nhân vật của chúng ta vào những sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Doãn Thiên Kiều là một gã trai lông bông, tiền ăn không có, khó khăn đủ đường, lấy gì mà góp vào cuộc sống của cả hai. Phiêu Phiêu dù kiếm được nhiều tiền, nhưng công việc của cô chính là tảng đá lớn nhất ngăn cản cô mở lòng. Nếu nghỉ việc thì cũng không biết lấy gì để nuôi sống bản thân. Chưa kể đến, Phiêu Phiêu vẫn còn dè chừng với đàn ông sau khi bị mối tình đầu lừa bán cho kỹ viện. Kể cả họ có đến với nhau đi chăng nữa, một cái kết không có hậu dường như đã được định sẵn. Thế nhưng, trong tình cảnh giở khóc giở cười ấy, tình yêu giữa hai người lại bừng sáng và trở thành nguồn động lực to lớn. Nhiều người cho rằng Thiên Kiều hứa sẽ nuôi Phiêu Phiêu bởi anh muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình, rằng một ngày nào đó anh sẽ kiếm được thật nhiều tiền để cả hai có một cuộc sống sung túc. Cá nhân tớ thì không cho là như vậy, anh chỉ đơn giản đã không muốn người con gái mình yêu phải sống trong nhục nhã vì làm nghề bẩn thỉu mà thôi. Và đúng như bản tính hay mơ mộng, Thiên Kiều muốn bảo vệ cô bằng niềm tin ấy và có lý do để cố gắng không chỉ vì bản thân mình mà còn cho người khác. Về phía Phiêu Phiêu, cô thật sự nhìn thấy tấm lòng của gã trai nghèo, vì thế cô mới khóc nức nở sau khi nghe lời hứa. Cô đã tìm được lối thoát sau cú sốc tinh thần đầu đời, có người muốn nuôi cô ngay cả khi anh ta còn không có tiền. Cả nửa bộ phim, ta thấy Phiêu Phiêu vẫn luôn cố gắng để chống đối lại nghề làm gái. Chỉ cần tìm đủ lý do, cô sẽ thoát ra khỏi thế giới ấy dù có bị đánh đập thậm tệ. Có một chi tiết trong phim đã thể hiện rõ rằng Phiêu Phiêu đã thực sự cởi bỏ những xiềng xích trong mình. Ban đầu, Phiêu Phiêu ôm Thiên Kiều rồi quặp cả hai chân lên người ta. Một tư thế gợi dục rất buồn cười nhưng cho thấy Phiêu Phiêu chưa bao giờ thoải mái với đàn ông. Rồi ở cuối phim, khi gặp lại Thiên Kiều, cô đã ôm anh theo một cách thoải mái nhất, với hai chân đứng thẳng, cảm xúc thể hiện cũng chân thật hơn, không cần phải diễn như trước nữa. Có thể nói, đây mới chính là tình đầu thật sự của Phiêu Phiêu, một người mà cô có thể tin tưởng dù anh ta có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Qua Vua Hài Kịch, Châu Tinh Trì cũng như muốn vẽ nên một mối tình lý tưởng mà ông không có. Một tình yêu đủ sâu sắc để giữ cả hai lại ở trong những ngày khốn khó và cũng sẽ thật viên mãn khi họ cùng nhau vượt qua và đạt được những thành quả xứng đáng. Vua Hài Kịch quả thật là một phim trọn vẹn. Chẳng có điều gì tốt đẹp mà lại đến dễ dàng cả. Hóa ra, hành trình mang lại tiếng cười cho khán giả của Châu Tinh Trì lại khó khăn đến vậy. Nó có máu, có mồ hôi, có những khoảnh khắc chơi vơi giữa ngã ba đường mà chỉ cầu mong có một người thấu hiểu. Qua tiếng lòng của mình, ta cũng cảm nhận được lời cổ vũ của Châu Tinh Trì rằng nếu như ta không phụ nghề thì chẳng nghề nào phụ ta cả. Câu chuyện tình yêu của Thiên Kiều và Phiêu Phiêu có khiến bạn suy ngẫm và trò đùa yêu thích của các bạn trong Vua Hài Kịch là gì? Hãy chia sẻ thoải mái ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hasta la vista, baby.